Thầy Pháp thích hòa lòng từ dạng thở, chia sẻ cảm nhận của một bạn độc giả. Thầy thích Pháp hòa không thuyết giảng đức tin tôn giáo. Thầy dùng Phật Pháp và những chánh niệm đạo Pháp để chuyển tải những thông điệp ý nghĩa và lẽ sống bác ái, những chánh Pháp từ bi, hướng thiện. Người nghe biết tự chế ngự tâm tính mình, càng thấm nhuần, hiểu sâu hơn lời Phật dạy để sống tịnh mặc và cảm nhận sâu xa con đường dẫn đến sự bình an trong tâm hồn. Thầy nói gì mà người nghe đông vậy? Thầy nói về đạo làm người, khai ngộ cho đại chúng con đường giữ cho tâm thân ý được bình an, chân thiện qua triết lý và đạo pháp tư tưởng nhà Phật. Thầy giải thích các khái niệm, từ ngữ, nghi thức trong Phật giáo bằng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu cho bất cứ người nghe có những nền tảng khác nhau. Thầy dùng thi ca, từ kinh Pháp Cú cho đến ca dao tục ngữ Việt, dùng văn chương, lịch sử, kể câu chuyện. Thỉnh thoảng lồng vào những mẫu chuyện cười ý nhị bài pháp thoại của thầy lôi cuốn, hấp dẫn và mang cho người nghe thêm bao nhiêu kiến thức. Đặc biệt là trong phần vấn đáp, khi trả lời các câu hỏi tức thời của đại chúng, sự dí dỏm và uyên tuệ của thầy cho thấy sự thông thái của kho kiến thức phong phú cùng một trí nhớ siêu diệt đến giường nào. Chỉ riêng ngôn ngữ và văn hóa Việt, một người rời nước lúc 12 tuổi mà uyên bác như vậy quả phải bật rất dày công tu học, nghiên cứu công phu. Cách trò chuyện của thầy lại tự nhiên và chân thành, như cách chia sẻ một quan niệm sống đẹp nên gần gũi. Trong một vài pháp thoại, có khi thầy còn ca vài câu giọng cổ, câu hò hay bài hát về tình mẫu tử, quê hương hay liên quan đến đạo Pháp, nghe vừa vui vui nhưng lòng lại bồi hồi. Thầy không chỉ là bậc tu hành đang thuyết giảng tư tưởng nhà Phật mà là một nhà tâm lý xã hội học đầy am hiểu. Pháp thoại của thầy Thích Pháp Hòa được đông đảo người nghe cả những người công giáo. Họ còn cho biết là những người công giáo ngoan đạo. Có lẽ họ đã tìm thấy những điều thầy Pháp Hòa thuyết giảng chẳng đối nghịch hay khác biệt bao nhiêu với tôn giáo và đức tin của họ. Thầy giúp người nghe khai mở, học thêm cách sống tốt đẹp cho chính mình và gia đình, với tha nhân. Thế giới nhiễu nhương, nhộn nhoạm lòng người bất an và đạo giáo bị tổn hại thanh danh vì các ma tăng, xàm tăng giả hình. Thiết nghĩ sự hiện diện và con đường hoằng pháp của một bậc chân tu đạo hạnh và uyên thâm như thầy Thích Pháp Hòa quả là sự may mắn cho Phật tử và Phật giáo Việt Nam. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.